các cô chú nhớ bấm subscribe đăng ký và bấm vô quả chuông nhé để ủng hộ gia đình con nhé. Con chào các cô các chú. Nhà mình đang tạm dừng chân, còn nửa chặng đường nữa sẽ tới Đà Lạt. Vừa mới tới đây thì là cả nhà đã phải qua một chút kiểm dịch, kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế xong mới được đi tiếp. Ủa, cái nhân rau ở đây có không? Đây như này. Đây một ly sao, này là một ly sao của anh. Ê, tới rồi cả nhà ơi. Ủa tai luôn này, tai như kiểu Phật sao luôn. Quá chuyện nhỏ. Không nghỉ luôn, giỏi thế. Yeah, chúng tôi đã tới. Thực ra đây là lần thứ hai mình ở đây rồi. Và vì ở lần đầu tiên rất ấn tượng nên là lần thứ hai mình quyết định quay lại đây. Tuyệt lắm. Yeah, đây là phòng của chúng mình. Oh, khá là nice. Họ đã còn để sẵn hoa hồng và thiên nga. Một năm mà đi du lịch lúc nào cũng thiên nga này là Việt Nam. Ở đây căn phòng họ làm theo phong cách Pháp, lò sưởi rất là dễ thương, đúng cái phong cách Đà Lạt. Ồ, nhân vật đang đi ra này. Đó. Ok, bây giờ chúng ta thay đồ để đi ăn đồ rừng thôi. A few moments later. Chồng mình vừa mới thay đồ xong, bây giờ sẽ đi ăn. Chồng mình hôm nay lạ quá. Đến Đà Lạt là phải biến hình mặc đồ Đà Lạt luôn đúng không mọi người? Nếu mà con tưởng bố mẹ là cái đùi gà. Ôi giời, đừng cắn mẹ nhá, mẹ đau lắm ấy.
Vừa nãy á, đi trên xe còn kể chuyện ma trên đường về. Thú thật là sợ phết. Thú thật là sợ phết. Sợ phết. Còn đây là nhân vật. Nhân vật được đã được sướng nhất ngày hôm nay. Chồng mình rất là chiều mình. Mình thích ở lình dọc. Phiêu lình giữa rừng thông. Bên hồ thì lợp chồng mình chiều mình lúc. Mình thích ăn đồ nướng chồng mình chiều mình lúc. Ngày mai mình thích mua cái túi mới cho mình đứng treo bên lúc. Ngày mai mình có rồi kìa, đang đeo trên người kìa, phần lâu. Đây là quà Valentine đấy. Rồi, về đến nhà rồi. Ok, chúng tôi đã về đến. Good night cả nhà. Công ơi, nói thử coi nha. Nhìn cái gì mà nhìn? Đừng im bất động luôn. Hello, Đăng Anh. Đăng Anh ơi, con ăn gì đấy? Hả? Mì spaghetti. Ngon không? Hello, cả nhà Khôi vừa mới dậy. Và mọi người thấy không, hôm nay Khôi đã mặc bộ đồ rất là sáng sủa. Hôm nay anh rất là rách dưới. Yes, rất là rách dưới, rất là nghèo. Và hôm nay thì cả nhà Khôi chuẩn bị cho các bé đi cà phê Sương Rồng. Bây giờ thì anh đang cầm máy và Khôi chỉ muốn nói mọi người thôi. Mọi người hãy cùng với Khôi và các bé và bạn Khôi sẽ đi tham gia Sương Rồng như nào nhé. Đi thôi. Ôi yêu quá. Đi xe mà gặp công. Ơ công chặn đường xe nè. Ôi trời ơi. Ôi chạy nhanh. Resort này hai vợ chồng Khôi mỗi lần đến Đà Lạt đều rất là mê. Bởi vì là mọi người thấy một cảnh xung quanh rất là tuyệt vời. Và mọi người có thể nhìn thấy con công này, nai này, hươu này sống xung quanh và đánh răng thôi, mở ra thấy nó nhìn mình chằm chằm. Chụp hình nát cái chỗ này luôn. Nát luôn nha. Hôm nay là đây là người hạnh phúc nhất vì cô ấy có một niềm vui rất lớn. Yeah, chúng ta đã tới cổng của Kobe Land Coffee. Đấy rồi, đến nơi rồi, thích quá, đẹp quá. Ở đây toàn các bạn trẻ không à? Giờ mình sẽ đi lấy nước ha. Giá 90.000 nước uống. Cái đang anh uống gì nè? Nước trắng dây. Nước dâu tằm. Ở đây có rất là nhiều xương rồng. Họ sử dụng những cây ớt to cũ trồng chất không? Chồng mình đây. Thử tiến vào bên trong nha. Đẹp quá này.
bài gì hay thế? Giá mà ở đây cái đàn này mà đàn được, đánh đàn được trong khung cảnh này là số 1 luôn. Con được tình yêu đấy. Đẹp quá à. Thế là cái đàn thì em làm chụp ảnh thôi. Làm cảnh thôi, để mẹ chụp cho nha. Ủa, đẹp trai quá. Đẹp quá à. Wow, đỉnh luôn nè. Đây là lũ trẻ nhà mình đây. Tôi đang sắp xếp để chụp hình. Quá sức là vất vả. Ok nào, wow, đẹp quá nào. Ngầu các bạn, các bạn trai làm khuôn ngầu nào. Wow, đẹp quá ta. Đang anh nhìn mặt nhăn thế. Ok, xong. Đây là lòng mề xào mướp. Xà lách. Lần nào đến Đà Lạt cũng phải ăn. Cơm chưa? Cơm chiên tỏi á. Cơm chiên tỏi. Cơm chiên tỏi. 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 Sao nó có ăn cơm chiên tỏi được kìa. Ăn từ hôm qua đây là hoàng hôn trên hồ Tuyền Lâm. Anh trai hiện đặt vào đủ do này phát đầu. Đâu phải đánh nhẹ như này. Dễ dễ dễ. Không được hả? Đây này. Đây này bạn đứng cạnh bạn đi. Đi 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 đi. Cô này mặc quá. Mọi người ơi, mọi người nhớ ấn nút đăng ký ở dưới mỗi video để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ gia đình Đăng Khôi Thủy Anh nhé. Và mọi người đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nha.